Vâng, hello, em chào tất cả anh chị và con các bác nha. Lần đầu tiên em Thịnh xin chúc toàn thể anh em mình an lành, sức khỏe và sớm tìm được những xe mình thích nha. Thì hôm nay em Thịnh lên trên đây mà em xe lướt không phải lướt mà cũng hơi là cũ, xe cũng còn khá là chất. Đời 2019 chạy mới có 50.000 cho anh chị. Wego bao cách hãng nha anh chị nha. Wego 2019 bản 1.2G full đồ chơi anh chị ơi. Oxy nóc đồ lên rất là đẹp nha anh chị nha. Xe này giá đâu nhiêu đâu? 285 triệu. 282 thôi, 282 triệu đi ha. Đó, anh em nhìn nè. Xe hầu như là không có vết trầy luôn anh chị, rất là mới. Xe mới sao vậy anh chị ha. Được chủ nhân lên số đồ chơi, nhìn phong dáng rất là đẹp. Dòng này được cái chạy tiết kiệm anh chị, 100k chạy 5,5 lít. Đó, anh em thích hợp về mua về chạy gia đình nè, chạy dịch vụ, chạy Grab, chạy taxi vẫn được ha. Giá hạnh bây giờ nó rẻ, ngày xưa nó 4-500, bây giờ em bán anh em mình chạy mới có 3-5 chứ nhiêu đâu. Chạy 50.000 anh em thấy lỗ ghê chưa, lỗ gần phân nửa luôn. Để anh em mình 282 triệu xe ngay chủ nha, ngay chủ cầu hạt bán luôn. 4 mâm 4 vỏ mới nè, 4 cái vỏ là mới vừa hay mới, anh em tiết kiệm được 10 triệu ha. Lòng dè má dè kêu chỉ nguyên riêng nguyên bản luôn nè anh chị, 100% riêng nguyên bản nha, gần bệ 10 điểm luôn anh chị ha. Đó, kêu chỉ lòng dè, bon điện lòng dè nè anh chị. Anh chị nhìn nè, để mở góc rộng cho anh em mình xem. Keo chỉ lòng dè nè ha, keo chỉ đó nè, rồi cái bon điện đó nè anh chị nhìn thấy không, 100% ha. Phía sau đó nè 100% luôn đó, mở cửa ra đó, nắp cửa bản lề keo chỉ nè, viên hết, xe không lỗ nhỏ nha anh chị nha. 40 túp lô túp ly rất là đẹp nè, không có khoan đục nha, đúng chất xe gia đình như vậy nha. Bao xài bao chạy bao chán bao cái đầu bao đổ chả nha đó, xe ngay chủ hết rồi, mua về sẵn đi thôi đó, giá là siêu tiết kiệm rồi ha. Ngoài đô thị em chạy 4 lít nè, bình thường em chạy 5 lít nè, xe này quá đỉnh luôn ha. Máy 1.2, ốc cửa bản lề rất là mới anh chị ha. Xuất xứ Indonesia 2019 à, xuất xứ định đô ha. Đó, dàn ghế dàn bọng đẹp không, vô lăng nè à, vô lăng túi khí nè anh chị ha, màn hình Android nè anh chị ha, số là số sàn nha anh chị nha, túi khí bên kia nữa. Đó, trần thì bọc 5D mới cho nó đẹp anh chị ha, cho nó mát. Người ta có tiền người ta mua xe mới người ta đâu quan trọng đâu, bọc cái trần theo cái ghế luôn rất là đẹp ha. Kính là kính bấm nè, túp ly nỉ còn nè. Anh em nhìn cái đầu đạp hắn, đầu đạp chân đó, anh em biết là xe chắc hay không. Không, đạp hắn đạp chân rất là mới luôn. Nè là giật cớp nè anh chị, nắm nút này giật ra là giật cớp ha. Xe đúng ô đô chạy mới 50.000 cây thôi, 51.000 ha anh chị ha. Đó, chạy mới 51.000 cây, âm thanh nhạc nhẽo máy lạnh đầy đủ, vô đăng trợ lực rất là nhẹ nè anh chị ha. Nhẹ heo à, anh em có thể lái một tay vẫn được, một tay thôi. Camera hành trình đầy đủ luôn nè anh chị ha, cho hành trình cam lui đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Đèn bọng lớn chẽn rồi, ok, để bây giờ em quay thêm cái phần cabo cho nên mình xem ha. Xe anh gương nè anh chị, máy số green 100% nha anh chị nha. Ốc cabo chưa mở luôn nha anh chị nha, à, ốc cabo chưa mở, nói chung là cabo đầu đít chưa mở gì hết. Tem bọng nhãn mát đầy đủ, xe nguyên green không lỗ nhỏ ha. Đó, mặt máy riêng nguyên con luôn, chỉ cho anh em mình coi cái cách cái máy mà Toyota lúc nào cũng có một cái keo ngay đây nè anh chị, là máy riêng ha, mất cái keo này mất riêng nha anh chị nha. Đó, xe này là mặt máy là riêng luôn chứ không phải là máy riêng không, mà mặt máy ở trên là riêng luôn. Có khổ mở thì chị trả 50.000 mở anh chị, ốc này chưa mở luôn nè anh chị ha. Nói chung là xe riêng từ đầu tới đít riêng hết. Này là ống bạnh, này là hắn ABS, này là keo chỉ phuộc nè, 100% xe không lỗi, chạy 50.000 bao tách hãng anh chị ha. Để anh chị mình 282 triệu, xe thì ngon lành hết rồi, mua về thì sẵn đi. Hiện tại bên em xe ong cốc em cũng còn nhiều, em còn morning tự động nè, đời 2009 màu vàng bán 195 đó, hoặc là em còn một xe i10 nữa nè đó, hoặc là xe Wego nữa nè đó, Gen-X, đúng rồi, Gen-X thì chuẩn bị về một xe màu xám xi măng nữa đó. Bên em cũng khá là nhiều dòng, đủ loại đủ màu hết, 4 chỗ 5 chỗ 7 chỗ ha. Thì anh em mình có thể qua đây lựa chọn chạy thử, lấy thử vô tư. À, anh em mình thích xe nào cứ qua đây chạy thử đại đi anh chị ha. Hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi với bà con, giá dao động từ 70 cho đến 700-800, rất là nhiều dòng luôn. Và em đang có nhu cầu muốn mua nhiều xe, anh em nào biết ai bán xe chỉ em mua gửi hoa hồng cho anh em nha. Inbox qua Zalo trực tiếp 0397026935 hoặc Facebook Thịnh Mắt. Đó, anh em nào mà có nhu cầu mua xe, tư vấn bán hàng thì liên hệ cho nhân viên em qua số 0866678971 nha. Em cảm ơn và em xin chào. Chúc anh chị mình thật nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống nha. À, anh em thích xe nào thì liên hệ cho em nha. Dạ mua nè. À, ngon lành chứ, chấm hay nè. À, rồi cảm ơn anh em mình nha. Anh em nào mến thích em cho một cái dấu like, một cái đăng ký kênh để em cập nhật được nhiều video hơn nha.